Tuấn Hưng nói rõ lý do không thắng show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Là cái tên gây tranh cãi bởi giọng hát, phong độ có phần đi xuống, nhưng Tuấn Hưng đã chứng minh điều ngược lại. Dù không chiến thắng chung cuộc, nhưng giải thưởng phụ cũng phần nào cho thấy sức nóng của Tuấn Hưng chưa hề giảm và anh hài lòng với kết quả này. Từng gây sốt với các ca khúc Bất Hủ, Cầu Vồng Khuyết, Tìm Lại Bầu Trời, Tuấn Hưng ở tuổi U50 lại có phần chậm nhịp hơn. MV mới nhất được Tuấn Hưng cho ra mắt là Quả Táo Vàng, nhưng dự án này lại nhận về tranh cãi, đến mức Sao Nam phải gỡ ca khúc chỉ vừa cho ra mắt không lâu. Cùng thời điểm này, Tuấn Hưng cũng ẩn ý việc gia nhập chương trình âm nhạc thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Vẫn là những tranh cãi, vẫn là những lời nói ra vào, nhưng Tuấn Hưng đã chứng minh mình làm được. Qua mỗi vòng công diễn, Tuấn Hưng luôn thể hiện được khả năng mãi trường tồn với thời gian. Dù không thành đoàn ở chung kết, nhưng anh vẫn âm giải, anh tài bền bỉ. Nhiều đó cũng đủ thấy sự kiên cường của Tuấn Hưng. Đó là lý do mà nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho kết quả chung cuộc của ông bố nhiều con. Chia sẻ về kết quả cũng như cảm xúc của bản thân, trên trang cá nhân, Tuấn Hưng tỏ bày như sau. 10 phân vẹn 10. Đứng sau tất cả sự thành công của các anh tài là sự vất vả nỗ lực của những anh tài chị đẹp ekip, của phù thủy Tulliver và Slim V, của chú thư đạo diễn cùng ekip hình ảnh Phạm Thanh Ánh Sáng, của những biên đạo và diễn viên múa, của những bộ phận hậu đài và make up. Tuấn Hưng xin được nói lời cảm ơn tất cả mọi người rất rất nhiều. Những phần thưởng và sự vinh danh cũng đều xứng đáng. Ai giỏi thì được điểm giỏi, ai sáng tạo thì được giải sáng tạo, ai có sức nào thì nhận đúng sức đó. Riêng mình thì được ưu ái nhận giải rất đúng với bản thân, đó là sự bền bỉ. Quả thật so với các anh tài khác, mình hát không hay hơn, nhảy không đẹp hơn, lại nhập cuộc chậm. Nhưng quyết không bỏ cuộc, cố gắng đến cùng, nên mình nghĩ mọi người nhìn thấy điều đó qua từng công diễn. Và điều quan trọng đó là mình quyết tâm thay đổi tư duy và suy nghĩ để hội nhập. Điều này trước đây chủ quan không nghĩ tới. Cá nhân mình thấy hạnh phúc với hành trình này và với cái ghi nhận mà chương trình dành cho. Anh Tài bền bỉ xin chào mọi người và sẽ tiếp tục bền bỉ trên con đường âm nhạc tiếp theo của mình. Bên cạnh đó, Tuấn Hưng cũng dành một status để chia sẻ về anh Tài mà Sao Nam muốn kết hợp nhất. Bén duyên muộn. Khi bắt đầu chương trình, mình nhận được câu hỏi muốn kết hợp với ai nhất thì mình trả lời ngay là Trọng Hiếu, Strong. Và ngay sau đó, mình và Strong đã về với Nhà Đam Mê. Tuy nhiên, điều mơ ước của mình lại không được thực hiện bởi bài hát mà nhóm thực hiện lại là ly khúc Ba Kể Con Nghe dưới ánh đèn sân khấu. Kết quả chung cuộc khiến mình phải chia tay nhóm và mình nghĩ rằng trước sau, mình và Strong sẽ hội ngộ nhau ở một tiết mục nào đó. Bởi điều mong muốn của mình trong chương trình sẽ là được nhảy cùng với cậu ấy. Thế rồi chương trình cứ cuốn giấc mơ ấy đi qua từng công diễn, có những phòng mình đăng ký chơi thì lại đau bụng. Mình biết nói tới đây mọi người sẽ cười là mình nhảy như vậy sao mà nhảy với Strong, nhưng mình có niềm tin mình có thể tập và có cách riêng để mình trình diễn. Màn kết hợp là anh đó vừa rồi, mình cũng nghiên cứu rất kỹ cách nhảy của cậu ấy và tìm một cách thể hiện của bản thân sao cho không bị chênh lệch nhau nhiều quá. Mọi khoảnh khắc trên sân khấu đều xuất thần và phiêu theo cảm xúc. Bây giờ bảo làm lại thì chịu. Mình có hẹn với Strong sẽ cùng nhau ra sản phẩm mà chưa biết thế nào đây. Còn bạn, bạn nghĩ sao về sự thể hiện của Tuấn Hưng ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai? Hãy bày tỏ quan điểm, cảm nhận của mình để biết được biết với nha.